chào Pin Hồng nơ. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Xuân Hữu. Và hôm nay là ngày rằm, Xuân Hữu chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, ở nhà ăn rằm với gia đình vui vẻ nhá. Và hôm nay là chương trình là Xuân Hữu đi về quê ăn rằm cả nhà, và sẽ xin anh Thắng nghỉ 2 hôm rồi Xuân Hữu về nhà ăn rằm với gia đình. Sau đó là chương trình tối 31 thì Xuân Hữu có một chương trình biểu diễn ở trên huyện nữa. Vừa rồi Xuân Hữu đi thi thì được 2 giải huy chương vàng. Thế là tiết mục của Xuân Hữu cũng được công diễn ở trên huyện trong buổi tối 31. Và sẽ gặp lại các bác tại nhà hàng vào ngày mùng 1 tháng 9 nha. Sẽ gặp lại nhau. Bây giờ Xuân Hữu đi về quê đã. Nhìn thì có vẻ nó thấy quen quen nhưng mà không biết đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tĩnh bên quay tỏ phát phình cổ vịt phong khẩn ơi đinh nằm bóng ra xám xiên chết xin lại bác sĩ vằn đắm khó khăn ơi trải biên phòng tuyến trái hứa tông xin đeo xe phạt phình bô rậy ơi trang bàn trang mờ cần dẫn ung chung ý ơi hết lèo hén thủ tướng tái tăng mưa trang mưa trời căn óc lèn ơi bơn hà đen mà ngõ đen phòng tươi hoa thắm ơi bao người vui điều hát câu ca mong đại dịch tràn lan khắp ngả ơi nghe điệu then buồn giá diễn xót xa đẹp biết bao màu áo trắng yêu thương cả đất nước cùng răng thế trận ơi ơn đảng chính phủ quyết đúng chủ trương trăm triệu dân đồng tâm chung sức tất phải tan thường xuyên dùng khẩu trang nước ấm hơi ngăn chặn kịp thời vì run gây lan tháng năm về hoa sen thăm nắng bạn làng vui mừng nở thắm muôn hoa hát cùng then lượn chiến thắng corona.